Xin chào các bạn, rất vui khi các bạn quay trở lại với kênh của mình. Cờ thế giang hồ luôn là đề tài được rất nhiều danh thủ yêu thích. Hôm nay mình xin phân tích một thế cờ giang hồ cực kỳ hay và được mọi người yêu thích gần đây. Ở thế cờ này, quân đỏ có một tốt phó trung tâm và phó tướng, một phó chiếm lộ 3. Bài đen có 3 tốt, chiếm lộ 2, lộ 3, lộ 4 để che mặt tướng và ngăn không cho pháo vành sang lộ 6 để chiếu tướng. Rất nhiều người cho rằng bên đen chỉ cần tốt 2 bình 1 rồi tốt 1 bình 2 thì bên đỏ không làm gì được, dẫn đến kết cục quả. Vậy thật hư như thế nào, bên đỏ có cách nào để chiến thắng bên đen được hay không? Thì mời các bạn theo dõi phần phân tích. Theo vào biến tốt 2 bình 1 và tốt 1 bình 2 thì dẫn đến quả, thì mình có một nước đi cực kỳ hay, đó là pháo 3-8-6. Đen tốt 2 bình 1 thì mình chơi là có 3 bình 6. Ý tưởng của nước đi này là để mình chuyển sĩ và lên tướng để chiếm lấy lộ 6. Đen tốt 1 bình 2 thì mình bắt đầu sĩ 5 tháng 6. Đen tốt 2 bình 1 thì mình sĩ 4 tháng 5. Đen tốt 1 bình 2 thì mình tướng 5 bình 4. Lên tướng, đen mình tốt thì mình lên tướng, đen mình tốt thì mình tướng 4, bình 5. Đen tiếp tục tốt 1, bình 2. Thì tới đây mình sẽ chơi sĩ 5, chiếm 4 để đưa sĩ 6 về và bình tướng qua chiếm lộ 6. Đen vẫn tốt 2, bình 1 thì mình sĩ 6, khóa 5. Tốt 1 bình 2 thì mình chơi chiếm 5 bình 6. Nếu ở đây đen chủ quan vẫn nghĩ y là không thể làm gì được, chơi tốt 2 bình 1 thì tới đây đỏ có một bước cực kỳ hay, đó là pháo 6 tấm 1. Ý tưởng của nước đi này sẽ là khóa không cho tướng nhất nhất để tốt lộ 5 tấm 1 phế tốt đi và buộc tướng hàng vô là bên đỏ mình pháo đây để chiếm lấy, để tướng chiếm lấy cái lộ 6. Bên đen chơi tốt 1 bình 2 thì bên đỏ phế tốt, buộc tướng phá ăn vô thì đỏ chơi pháo 6 bình 3. Tới đây thì bên đen tấn tốt thì bên đỏ lại quay pháo trở về, thì tới đây là đen có bình tốt vào đi nữa thì đỏ không chiếm tướng và chiếm lấy tướng, buộc phải né sang một bên và tướng đỏ sẽ chiếm lấy lộ 5. Hình trò tới đây thì bên đỏ chiến thắng thì dành cho bên đỏ. Mấu chốt là ở hình trò này khi đỏ chơi tướng 5 bình 6 thì đen sẽ không chơi tốt 2 bình 1 nữa, tại vì nếu bình 1 thì sẽ dẫn tới kết cục là đỏ thắng, mà ở đây đen sẽ chơi tốt 2 tấm 1. Tiến tưởng của nước đi này là nếu đỏ vẫn dùng cách pháo tấm 1 và phế tốt thì đen sẽ bình tốt vào chiếm lấy lộ 4 và không ngăn nước chiếm của pháo. Tới đây đỏ vẫn chơi pháo 6 tấm 1, đen sẽ bình tốt vào lộ 3 và đỏ phế tốt thì đen sẽ ăn tốt thôi. Đây khi đỏ chơi pháo 6 bình 3 thì đen sẽ chơi tốt 3 bình 4 luôn. Đỏ có thoái pháo về thì đen bình tốt ăn sĩ, sĩ ăn về thì đen sẽ bình tốt và chiếm lấy bình 5, ngăn không cho pháo chiếu. Thế đây nếu pháo tấn 1 bắt thì tốt sẽ tấn 1, pháo tấn 1 bắt thì tốt lại bình luôn vào lộ 4. Nếu pháo ăn qua tốt thì bắt pháo thì về, sĩ ăn về bắt sĩ vẫn qua. Nên ở hình cờ này thì có đánh cách gì thì vẫn là qua. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.